Rồi, chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center. Thì ở những cái clip trước mình đã giới thiệu cho những bạn mới học thì những cái sản phẩm phụ kiện kèm theo guitar nó có những gì thì mình đã nói rồi. Thì hôm nay cái video này mình sẽ chỉ cho những bạn mới học xài cái máy tuner lên dây này. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái máy tuner lên dây ITC5 của Yamaha. Máy chính, cái này là chính hãng luôn nha. Đó, cái model của nó nè. Đây, trong đây thì nó có cái cuốn này thì nó chỉ cho các bạn sử dụng như thế nào nè. Đó. Còn đây là cái máy lên dây nè, nó bọc được bọc rất là đẹp. Thì khi các bạn mua cái máy tuner lên dây này á, ở đằng sau, các bạn nhìn về đằng sau nè, nó sẽ có cái đồ kẹp này. Cái đồ kẹp này nó làm cái gì? Thì nó có tác dụng là nó kẹp vào cái cần đàn. Kẹp vào cái cần đàn như thế này. Đó. Thì khi mà mấy bạn kẹp vô như vậy, các bạn lên dây nó mới chính xác được. Đó. Đó. Rồi mình nhìn trên cái nơi này để mình chỉnh. Rồi, ở đằng sau các bạn xem cái mặt đằng sau nó nè. Nó sẽ có một cái nút tròn này. Cái nút tròn này thì nó có sẽ một cái miếng, các bạn giật cái miếng này ra thì mấy bạn mới sử dụng được. Trong này nó có một cái cục pin, cục pin nằm tròn của đồng hồ á các bạn. Đó, khi mình giật ra thì mình siết lại cho nó chặn tí. Rồi, thì ở trên cái máy này nó chỉ có một nút duy nhất thôi nè, cái nút màu trắng này, các bạn thấy không? Bạn bấm vào cho mình một cái. Để khoảng 2 giây thì nó sẽ lên cái màn hình nó màu sáng màu như thế này. Đó. Sợ nhìn qua đây các bạn sẽ thấy không rõ. Thì ở trong cái này nó sẽ có 4 nấc nè, mình sợ các bạn không thấy rõ nè. Rồi, cái thứ hai nó sẽ là dành cho guitar nè, guitar thùng nè. Đó. Rồi cái thứ ba thì nó sẽ là dành cho guitar bass. Đó, nó có 4 nấc nha. Rồi cái thứ tư nó sẽ dành cho ukulele. Đó, thì nó có 4 nấc. Thì đối với những bạn mà đang sử dụng guitar đó, các bạn sẽ bấm vào cái nút thứ hai. Thì cái nút mà nãy mình chỉ các bạn nghe từ đầu á, là cái nút này là vừa mở nguồn vừa điều chỉnh trên cái mặt của nó luôn. Nó chỉ có một nút duy nhất thôi. Ví dụ mấy bạn mở nguồn, mấy bạn đè cho mình 2 giây. Còn mấy bạn xài xong mấy bạn muốn tắt, mấy bạn đè vào cái nút này cho mình 3 giây thì nó sẽ tắt. Đó. Rồi, thì đối với cái hàng này ETC của hàng Yamaha này, nó sẽ không có để chữ. Ví dụ như mi, la, so nó không có để, thì nó sẽ để là số dành cho những bạn mới học. Thì đối với cây guitar, đối với cây guitar các bạn sẽ có 6 dây. Đó, cái dây nhỏ nhất nè là số 1. Rồi mấy bạn cứ đếm ngược lên cho mình nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn nếu mà mấy bạn muốn đếm từ trên xuống thì mình đếm ngược lại 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì khi mà mình muốn lên dây của cái cây đàn này á, mình bấm vào cái chữ guitar, cái nấc thứ hai nè. Qua cái màn hình chắc nó hơi mờ, các bạn không thấy rõ. Các bạn bấm cho mình cái nấc nó hiện lên chữ guitar. Các bạn sẽ kẹp cái này vào cái cần đàn. Rồi, đó. Sau khi các bạn kẹp xong, các bạn chỉnh cái này nó hướng về cái khuôn mặt của mình á, để mình nhìn vô cái đó mình lên dây. Đó, thì lên dây như thế nào? Thì đây, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Thì đối với cái hàng này, đó. Mấy bạn nhìn vô cái màn hình này nè. Đó. Thì cái dây số 6 là cái dây hồi nãy mình chỉ các bạn là dây bass. Và cái dây 6, 5, 4 là dây bass. Đó. Thì cái hàng này bạn cứ lên. Đó, mình cứ bấm vào dây 6. Thì ở trên đây nó sẽ hiện lên số 6. Đó. Thì khi mà các bạn cứ chỉnh dây số 6, các bạn dặn lên nhận xuống, các bạn thấy ở đây nó hiện lên số 6 mà nó hiện ra màu xanh lá cây thì là cái dây của mình đã chính xác. Còn nếu mà nó lệch về bên trái thì là cái dây của nó đang giảm, các bạn tăng lên cho nó vào đúng cái giữa. Còn nếu mà nó tăng quá thì mấy bạn giảm lại cho nó về cái giữa thì nó sẽ lên dây, nó sẽ hiện lên màu xanh lá cây, thì cái đó cái dây đó nó đã đúng. Thì cứ cũng như những dây còn lại thì 6, 5, 4, 3, 2, 1 thì ở trên này nó sẽ hiện cụ thể giúp bạn luôn. Cái dùng nó tặng lên số 6, các bạn cứ chỉnh cho số 6. Đó, thì nó lên màu xanh lá cây được nha các bạn. Đó, thì cái máy này rất là dễ sử dụng luôn. Đây, đây.
cho những bạn mới học nè. Rồi, đó là những gì mà mình đã chỉ cho các bạn mới học. Còn nếu bạn nào còn thắc mắc, các bạn cứ comment thì mình sẽ giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Thì ở clip sau chắc mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phân biệt thế nào là đàn cổ điển và đàn classic và đàn acoustic đó. Rồi, cảm ơn các bạn.